huấn luyện viên Chu Xie'er đã triệu tập 7 tiền đạo lên đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, cả 7 cái tên này đều chưa có bàn thắng nào tại V-League và hạng nhất quốc gia năm 2023 đến năm 2024. Không chỉ lo lắng về vị trí tiền đạo cắm, giờ đây, ông Chu Xie'er cũng phải tính đến phương án sử dụng nhân sự ra sao ở vị trí tiền đạo phải, nơi đang là cuộc cạnh tranh tam mã giữa Văn Toàn và hai cầu thủ trẻ Thanh Nhàn và Đình Bắc. Văn Toàn chưa có được phong độ cao trong thời gian gần đây. Trong màu áo đội Nam Định, Văn Toàn vẫn chưa thể hiện được nhiều điều sau 3 trận đấu vừa qua tại V-League. Anh có 2 lần đá chính và 1 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Trong 205 phút đầu tiên của Văn Toàn cho câu lạc bộ mới, anh sở hữu những con số thống kê tương đối khiêm tốn. Theo dữ liệu của Sportbay, trong 3 trận đấu gần đây tại V-League, trung bình mỗi trận, tiền đạo sinh năm 1996 anh chỉ có được 0,67 key pass, những đường truyền có cơ hội tạo thành bàn, tung ra 3 cú sút trúng đích mỗi trận. Thống kê ấn tượng nhất của Văn Toàn chính là khả năng qua người thành công với hiệu số lên đến 88% sau 3 trận. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bàn thắng thì Văn Toàn lại chưa có. Trong 3 trận đấu tại dịp FIFA Day tháng 10, vị trí tiền đạo trái của đội tuyển Việt Nam được luân phiên giữa Văn Toàn và Đình Bắc. Huấn luyện viên Chu Xie'er sử dụng Đình Bắc 2 trận, trong khi Văn Toàn chỉ đá ở trận gặp đội Trung Quốc. Nhìn chung, màn thể hiện của cả hai không để lại nhiều ấn tượng. Đến đợt tập trung tháng 11 để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2026, vị thuyền trưởng 68 tuổi đã bổ sung thêm Nguyễn Thanh Nhàn, vua phá lưới hạng nhất quốc gia 2023. Đình Bắc, 15, được huấn luyện viên Chu Xie'er thử nghiệm khá nhiều. Sẽ là niềm hy vọng của huấn luyện viên Chu Xie'er. Hiện tại, Đình Bắc đang chiếm ưu thế khi anh đã có 2 trận đấu cho đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Day tháng 10. Tại đấu trường V-League, cầu thủ sinh năm 2004 cũng ra sân tổng cộng 140 phút trong 2 trận đấu đầu tiên cho câu lạc bộ Quảng Nam, nhưng anh đã không thể ra sân ở vòng 3 vì chấn thương. Trong 2 buổi tập đầu tại đội tuyển Việt Nam, Đình Bắc phải tập riêng, nhưng anh đã trở lại tập luyện cùng toàn đội vào buổi tập thứ 3. Đình Bắc vẫn thể hiện phong độ tốt trong những trận đấu vừa qua tại Quảng Nam, nhưng V-League là đấu trường rất khốc liệt, có độ va đập cực cao. Điều đó phần nào khiến Đình Bắc khá rén chân trong những trận đấu đầu tiên của anh tại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam. Về phần Nguyễn Thanh Nhàn, anh cùng Lê Văn Đô là 2 cái tên đang thi đấu tại hạng nhất quốc gia được huấn luyện viên Chu Xie'er triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Phong độ của Thanh Nhàn đang bị đặt dấu hỏi lớn khi anh đã không có màn trình diễn tốt từ vòng loại U23 châu Á 2024 cho đến những vòng đấu đầu tiên tại hạng nhất cùng PVF Công an Nhân dân. Tuy nhiên, Thanh Nhàn lại là chó cưng của huấn luyện viên Chu Xie'er. Quãng thời gian vị thuyền trưởng người Pháp làm việc tại PVF là đủ để hai thầy trò hiểu nhau. Huấn luyện viên Chu Xie'er rất thích những chân chạy cánh như Thanh Nhàn. Anh là mẫu cầu thủ tốc độ, có khả năng xoay sở và tạo đột biến, kỹ thuật cá nhân cũng không phải dạng vừa. Đặc biệt, cường độ pressing ấn tượng của Thanh Nhàn cũng có thể là mấu chốt giúp anh luôn được ông Chu Xie'er ưu ái. Thanh Nhàn từng là học trò của huấn luyện viên Chu Xie'er ở PVF.